đêm thì nóng. Đêm qua phim bao nhiêu tập mới phải hóng. Ngủ chưa đủ giấc nên mà em bị trong. Em đổi tới đây vào vai tài xế mà đông. Hơn chục cây thôi yên tâm ngồi ghế mà phong. Và nếu làm sao thì em sẽ đóng phạt. Hâm dọa tôi, anh đừng bắt em chết từ lâu. Cô tắt cô từ khóa nghe vào xong là hơi bị nóng. Yeah, loài thú khi dân anh và mơ. Sao tự nhiên cuộc sống của tôi lại cao. Chiều em một chút gì, lại hôn em một tí thì sao? Hay anh gọi em là nữ tí? Hồi tưởng thôi vào trong đầu tôi chủ quan như mọi khi chứ gì, nhưng mà tôi đã ra là không. Khi em nói tùy, ôi hình như dung nhan giờ đang trào lên. Ngay lập tức thượng đế vội phai thần chết, bay xa xuống tận nơi nhìn tôi gào tên. Đi cùng tao thì an toàn hơn bao giờ hết. Cảm thấy trời cao sụp xuống khi em nói tùy. Khi mà điều thuốc vẫn được đốt, khi mà quay thu vẫn được nhốt, khi mà vẫn còn giữ được nguyên hai cô chất lương thực sao cho đời bao khó. Trước khi không còn ngày nào lo uống sao cho cắt mình phòng thật to, hỏng lại được bước chân ra từ ta cho. Cho tôi một con thuyền to, tôi sẽ đóng tiền cho hoặc quay lại lúc mà tôi giằng co. Tôi sẽ phong liền cho em xem, anh yêu em lắm. Em lúc nào cũng nguyên khô và để thế giới không bị em diệt vong. Hãy để tôi được lo. Tôi cảm thấy trời cao sụp xuống khi em nói tùy. Sụp xuống khi em nói tùy. Thiên hà đang dội thiên thạch xuống khi em nói tùy. Như đang sống trong kỳ băng hà khi em nói tùy. Tôi cảm thấy hành tinh này sắp diệt vong khi em nói tùy.